Em vừa về một mẫu xì bắt siêu nhân là máy 1.2 ABS luôn anh em. Số tự động nha. Bạn AT, nước sơn đẹp gia đình, chuẩn không gia đình luôn. Mẫu xe bán tải 75D002010. Biểu tượng của Chevrolet được cái màu trắng. Anh em đi màu này sạch sẽ anh em. 4 ngoài vỏ mới tinh nè. Đây anh em, 4 ngoài vỏ về là khỏi thay nhá. Mâm đúc nè anh em, gầm bọc ở trong. Mẫu bán tải thì có niên hạn 25 năm niên hạn cho anh em nhé. Mua về bà con có thể chở đồ đạc và chở hàng hóa đi chơi rất là ok. Nói chung là chủ nhà cũng đã dựng ghế lên hết toàn bộ rồi anh em nha. Đó, đẹp không? Che nắng che mưa. Phía trên là có hai chỗ ngồi đã trang bị đồ chơi full kính mít rồi. Màn hình cam dây full hết toàn bộ. Đi đôi là hệ thống đèn phía trước, đèn LED nguyên bản của dòng Chevrolet Spark form siêu nhân này anh em. Giá thành cho anh bán chỉ có 110 triệu. Hỗ trợ góp cho anh em từ 30 đến 35 triệu, đưa trước mấy chục triệu lấy xe. Đây anh em nè. Chỉnh điện nè. Vô lăng thích hợp hai túi khí nè. Vô lăng của em Spark đẹp không? Chất lắm, số tự động. Bên đây chúng ta sẽ có chế độ hỗ trợ dốc đó nè. Đó, bà con bấm vô nè. Trên đồng hồ LCD hiển thị nè, on off nè, hỗ trợ dốc nè. Đó, trang bị màn hình Android, cam hành trình, cam dê full hết rồi. Đó, ghế cặp ghế trước chủ nhà bọc toàn bộ hệ thống ghế 5D nè. Em này là 2-3 cấp chế độ chạy luôn nha anh em nha. Trang bị cùng điều hòa tự động cho anh em. Sạch sẽ liền lẹt. Đây anh em. Đó, nguyên rin hết. Sau này anh em mà muốn chở đồ đạc anh em gấp ghế lại thôi. Là anh em có một khoang hành lý chở đồ đạc, chở mì gói, bánh, kẹo rồi tất cả vật phẩm gia dụng. Keo rin hết. Xe được cái liền không có lỗi đâu. Xe đẹp lắm. Đó nên là mua cho anh hỗ trợ góp cho từ 30 đến 35 triệu. Bán giá 101 cho anh em nha anh em. Xài toàn bộ hệ thống cam trong. Tăng cam là tăng cam trong hết toàn bộ nha. 4 máy nha. 1.2 nha anh em. Máy móc chạy qua thời gian 5 tháng cũng có canh chỉnh lặt vặt như là mặt chủ nhà người ta thay nguyên cái cam trong. Mặt nắp đầu ron cam cò có bung. Đây anh em nè. Hệ thống trang bị có hệ thống ABS nè. Một tính năng khá là ok. Tốc độ cao mà có ABS đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em. Em này xài 16 cây súp bắp nha anh em nha. 8 trên 8 dưới nha anh em. Xài toàn bộ hệ thống IC điện. Em này số rin. Máy có canh chỉnh có làm. Nó báo thẳng vậy nha anh em. Xài toàn bộ hệ thống ổ ga. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống bù ga nè. Đó. Bô e thì lấy gió trực tiếp từ ngoài nè. Qua một cái dàn lọc nè. Đẩy trực tiếp vào bùng đốt nè anh em. 4 máy nha. 1, 2, 3, 4. Em này xài 4 cái bô ri. Bên đây là hệ thống nước giải nhiệt, dầu trợ lực, nước xịt kiến ok hết anh em ạ. Được cái mẫu này đi gia đình nha anh em nha. Nó sạch sẽ không? Bình, keo chỉ nó có bô rin tuyệt đối 100%, xe không cứng không lỗi. Tem theo xe nó còn như thế này nè. Đây anh em nè, đó, tem nè, keo nè, hệ thống keo nè, tán nó có bô chưa mở nè. Nói chung cứng lỗi xe này thì Trần Anh bao, không có chuyện cứng lỗi nha. Còn máy móc chạy qua thời gian 5 tháng canh chỉnh lặt vặt như là cam kiết rồi người ta cũng có thay rồi. Đó vậy thôi anh em. Thì xe cũ mà anh em tính đi 22 thì bao nhiêu năm rồi. Dòng này thì niên hạn của em nó là 25 năm. Anh em nha, còn nhiều lắm. Chạy không hết nổi đâu. Đăng kiểm tháng 1 2025. Sạch sẽ liền lẹt, sơn đẹp lắm. Táp lô, táp bi liền. Hai túi khí bên phụ bên tài nha anh em nha. Ghế sạch sẽ nè, nó số tự động đi thì nó nhàn. Hệ thống keo là keo rin hết. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau. 4 vỏ mới nha. 4 vỏ mới tinh. Đây anh chị, vỏ độ xe cu cốp theo xe còn nguyên si hết. Còn ngách cửa ở trong là nguyên bản, không có đâm pha lỗi lầm nha anh em. Nó liền không? Bà con mà quan tâm Spark 2012 thì alo cho Trần Anh Auto, xe đẹp lắm. Hồ sơ ký rút được nha, Trần Anh bao rút hồ sơ luôn cho anh em nha. Hôm nay là hỗ trợ góp mạnh cho bà con cô bác luôn. Anh em nào cần một mẫu bán tại van thì alo cho Trần Anh Auto. Nó gầm bề nè. Gầm bề là không có dấu tích là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Anh em mới gầm chất không? Còn riêng dàn vỏ anh em khỏi thay, anh em đi 3 năm nữa. Vỏ chủ nhà người ta thay mới tinh 4 cái mới 100%. Em này đăng kiểm đến tháng 1 2025 nha anh em nha. Nó có hệ thống ABS, có đầy đủ tất cả các tính năng số tự động. Bộ hộp số chuyển động ly tâm nha cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời. Mà em này xài toàn bộ hệ thống côn tự động luôn. Nên bà con chạy rất là nhàn nhẹ. Bỏ một nhịp côn đi thì côn tự động chạy sẽ nhàn hơn. Đúng không anh em? Rồi chào anh chào nha. Em see you and goodbye.